trụ sở liên quan của Nga về phản ứng nhân đạo ngày 4 tháng 5 cho biết các lực lượng Nga sẽ mở hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol từ 8 giờ đến 18 giờ theo giờ Moscow trong các ngày 5 tháng 5 đến 7 tháng 5. Tuyên bố cho biết, theo quyết định của chính quyền Liên bang Nga, hành động theo nguyên tắc chủ nghĩa nhân văn, các lực lượng vũ trang Nga sẽ mở một hành lang nhân đạo hoạt động từ 8 giờ cho đến 18 giờ theo giờ Moscow vào các ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 7 tháng 5 từ khu vực nhà máy Azovstal để sơ tán dân thường. Trong thời gian này, các lực lượng Nga và Donetsk sẽ đơn phương đình chỉ mọi hoạt động chiến đấu. Các lực lượng sẽ được rút về một khoảng cách an toàn và đảm bảo dân thường thoát ra ngoài an toàn theo bất kỳ hướng nào đã chọn, về phía Liên bang Nga hoặc đến các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có thêm 344 người đã được sơ tán khỏi thành phố Mariupol. Giai đoạn 2 của chiến dịch sơ tán ở Mariupol đã hoàn tất. Trong ngày 4 tháng 5, có 344 người được đưa khỏi thành phố và các khu vực ngoại ô. Những người này đã lên đường tới Zaporizhia. Nhóm của chúng tôi đã sẵn sàng gặp họ. Ông Zelensky cho biết thêm, các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục để giải cứu những người còn mắc kẹt trong nhà máy thép Azovstal. Trước đó cùng ngày, văn phòng của Tổng thống Ukraine thông báo ông Zelensky đã kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cứu giúp những người đang bị mắc kẹt tại nhà máy. Trái ngược với những thông tin đến từ phía Ukraine, ngày 4 tháng 5, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov lại khẳng định quân đội Nga không tấn công nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, nơi lực lượng Ukraine và tiểu đoàn Azov đang cố thủ. Theo ông Peskov, quân đội Nga hiện vẫn đang tuân thủ mệnh lệnh trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin là không được tiến vào nhà máy Azovstal, không có chuyện tấn công, ông Peskov nhấn mạnh, đồng thời cho biết quân đội Nga đang ngăn các chiến binh ở Azovstal tiến vào vị trí chiến đấu. Cuối tháng 4, các lực lượng Nga thông báo đã kiểm soát toàn bộ thành phố cảng Mariupol, ngoại trừ nhà máy Azovstal, nơi quân đội Ukraine đã bị bao vây trong hơn một tháng. Ngày 21 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu quân đội nước này không tấn công nhà máy thép do lo ngại thương vong nặng nề cho các binh sĩ Nga. Thay vào đó, ông đề nghị quân đội phong tỏa chặt chẽ nhà máy để một con ruồi không thể bay lọt. Trung Quốc vừa quyết định ngừng xuất khẩu các lô máy bay không người lái UAV lưỡng dụng sang cả Nga và Ukraine. Đây là động thái mới nhất của Bắc Kinh hướng tới việc cân bằng giữa mối quan hệ đồng minh chiến lược với Nga và các lệnh trừng phạt của phương Tây. Dejun là nhà sản xuất UAV số 1 của Trung Quốc đã ngừng các hoạt động của mình với hai nước tham chiến này. Dejun có trụ sở ở Thâm Quyến, đồng thời là nhà sản xuất UAV lớn nhất thế giới. Động thái này mới thể hiện nỗ lực giữ cân bằng giữa Trung Quốc trước cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Dejun cũng là công ty lớn đầu tiên của Trung Quốc ngừng làm ăn ở cả Nga và Ukraine trong bối cảnh phương Tây đã lên án và trừng phạt Nga, còn Trung Quốc chủ yếu đứng bên lề dù có quan hệ đồng minh chặt chẽ với Nga. Trong một thông cáo vào hôm 26 tháng 4 năm 2022, Dejun tuyên bố họ sẽ tạm ngừng toàn bộ các hoạt động thương mại với Nga và Ukraine, chờ một đánh giá nội bộ về các yêu cầu tuân thủ ở các khu vực khác nhau. Các sản phẩm chủ lực của Dejun là các UAV loại nhỏ thường được sử dụng cho quay phim và chụp ảnh từ trên không. Tuy nhiên, trên thực tế, các UAV của hãng này đang được cả Nga và Ukraine sử dụng ở quy mô lớn cho việc trinh sát, phát hiện trong pháo bắn tỉa và phục kích. AFP mới đây đưa tin cho rằng Nga sẽ tẩy chay một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được tổ chức vào hôm nay ngày 4 tháng 5 với Ủy ban Chính trị và An ninh của Liên minh châu Âu PSC. Theo một nhà ngoại giao Nga giấu tên, quyết định này của Moscow có liên quan đến tình hình ở Ukraine. Theo đó, đây là lần đầu tiên Nga tẩy chay cuộc họp của Hội đồng Bảo an kể từ khi Điện Kremlin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24 tháng 2. Cuộc họp không chính thức thường niên giữa Hội đồng Bảo an và Ủy ban Chính trị và An ninh dự kiến đề cập đến quan hệ tương tác giữa EU và Liên Hợp Quốc tại các quốc gia mà hai tổ chức đang hoạt động. Kể từ sau cuộc xung đột ở Ukraine, quan hệ giữa Nga và các nước khác trong Liên Hợp Quốc đã xấu đi nhanh chóng. Quyết định tẩy chay mới nhất của Nga đối với cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ xấu đi giữa Moscow và các đối tác của Liên Hợp Quốc. Nga, một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, đã rút khỏi một số cơ quan của Liên Hợp Quốc, bao gồm cả Hội đồng Nhân quyền, sau khi các nước bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên của Moscow. TASS cho biết, Nga có quyết định này mang động cơ chính trị, dẫn tới những hậu quả tiêu cực cho hệ thống lực của Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, dù quyết định kết thúc sớm nhiệm kỳ của mình,
song Moscow sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực bảo vệ quyền con người. Tổng thống Ukraine mới đây tuyên bố nước này có thể trưng cầu dân ý về quy chế trung lập khi nhận được đảm bảo an ninh từ Nga và các nước khác. Trong cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình của Ả Rập ngày 3 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng xem xét mong muốn của Nga về quy chế trung lập cho nước này, nếu đây là một trong những điều khoản của thỏa thuận hòa bình. Theo đó, Tổng thống Zelensky khẳng định nếu đạt được thỏa thuận nghiêm túc và nhận được đảm bảo an ninh từ các nước, trong đó có Nga, Ukraine sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về quy chế trung lập của nước này và người Ukraine sẽ đưa ra quyết định. Lãnh đạo Ukraine cũng lưu ý rằng, ngoài quy chế trung lập, quá trình đàm phán hòa bình còn nhiều điều khoản khác cần thảo luận, trong đó có vấn đề về các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Theo Tổng thống Zelensky, ông chưa có bất cứ cuộc trao đổi nào với người đồng cấp Nga Vladimir Putin kể từ cuối năm 2019. Tổng thống Ukraine khẳng định những vấn đề cấp bách trong các cuộc đàm phán với Nga là đảm bảo an ninh, tình trạng trung lập của Ukraine, Crimea và vùng ly khai ở Donbass. Ông cũng từng tuyên bố Ukraine sẽ không chấp nhận từ bỏ các vùng lãnh thổ phía đông để đổi lấy chấm dứt xung đột với Nga. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần Sadeco do có kháng cáo của bị cáo Tất Thành Cang và 9 bị cáo khác. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn do một bị cáo mắc COVID-19 và đại diện công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim vắng mặt. Cụ thể, bị cáo Tất Thành Cang kháng cáo các nội dung trong bản án sơ thẩm liên quan đến ông, đồng thời cho rằng hình phạt án sơ thẩm là quá nặng. Trước đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tại tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Trường Bảo Khánh vắng mặt do bị COVID-19 và có đơn xin hoãn phiên tòa. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là công ty Nguyễn Kim vắng mặt không có lý do. Do phiên tòa được mở lần đầu để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, đồng thời đối với công ty Nguyễn Kim do có liên quan đến kháng cáo của công ty Sadeco, nên để làm rõ, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Thưa quý vị, vừa qua, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia bị Cục Thuế Hà Nội công khai nợ thuế đất với số tiền khủng hơn 832 tỷ đồng. Theo Cục Thuế Hà Nội, tính tới kỳ khóa sổ 28 tháng 2 năm 2022, có 732 người nộp thuế, nợ thuế, phí được công khai lần đầu với số tiền hơn 355 tỷ đồng, 271 người nộp thuế nợ khó thu với số tiền gần 13 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ 17 người nộp thuế nợ nghĩa vụ liên quan đến đất, nhưng số tiền nợ thuế lên đến 1.053 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách này là khu Liên hợp Thể thao Quốc gia nợ 839 tỷ đồng. Số tiền đã nộp đến ngày 12 tháng 4 là 6,3 tỷ đồng. Số nợ còn lại là 832,6 tỷ đồng. Liên quan khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, hồi tháng 5 năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia và chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, xẻ thịt nhiều khu đất rồi cho thuê. Theo Thanh tra Chính phủ, tổng số tiền vi phạm trong các thương vụ cho thuê đất, hợp tác kinh doanh tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia qua thanh tra là gần 777 tỷ đồng. Thưa quý vị, mới đây, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xác nhận đã gửi thư mời ca sĩ Sơn Tùng MTP lên làm việc sau ồn ào MV There's No One At All. Cụ thể, ngày 4 tháng 5, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đã mời ca sĩ Sơn Tùng MTP lên làm việc vào ngày 5 tháng 5. Ngay sau khi có kết luận của cuộc làm việc, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thông tin với truyền thông. Trước đó, vào chiều ngày 29 tháng 4, ông Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thông báo đã gửi công văn tới Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông về MV của Sơn Tùng MTP, đề nghị xử lý theo Nghị định 144 và số 38 về xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Ngay sau khi Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên tiếng, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cũng thống nhất với quan điểm của Cục Nghệ thuật Biểu diễn dừng phổ biến MV này trên không gian mạng. Và sau khi kiểm tra MV thấy nội dung có tác động tiêu cực tới nhận thức, lối sống của giới trẻ, nhất là phân cảnh cuối cùng, nhân vật chính nhảy lầu tự tử. Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc xét xử sơ thẩm và công bố mức hình phạt đối với bị cáo trong vụ trộm cắp xảy ra ở nhà ca sĩ Nhật Kim Anh vào ngày 14 tháng 7 năm 2019.
Cụ thể, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Thái Sơn 18 năm tù, Trần Minh Thăng cùng sinh năm 1985 12 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản, bị cáo Trần Thị Nhã Trang sinh năm 1986 5 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo cáo trạng, chiều ngày 14 tháng 7 năm 2019, Sơn rủ Thăng cùng đi trộm cắp tài sản. Khi đến nhà bà Đỗ Thị Kim Huê, ca sĩ Nhật Kim Anh ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Thăng đứng ngoài cảnh giới, còn Sơn đột nhập vào nhà, lấy hai chiếc nhẫn có đinh đá và kim cương, hai chiếc nhẫn và 100 lượng vàng miếng cùng 400 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản bị trộm là gần 4,6 tỷ đồng. Sau đó, Sơn chia cho Thăng 400 triệu đồng và nhờ Trang bán 100 lượng vàng. Trang biết đây là tài sản mà Sơn phạm tội mà có, nhưng vẫn giúp bán số vàng trên cho một tiệm vàng ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, được 3,9 tỷ đồng. Trang được Sơn cho 100 triệu đồng. Đến ngày 16 tháng 10 năm 2019, cả ba người là Sơn, Thăng và Trang cùng bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận thực hiện 6 vụ trộm khác có tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Sơn và Thăng có lời khai dùng tiền ăn trộm để đánh bạc trên mạng, nhưng không rõ đánh ở đâu, đánh với ai, nên cơ quan chức năng không có cơ sở xử lý. Quý vị, nhiều lãnh đạo CDC các địa phương lúc đầu khai không nhận hoa hồng của công ty Việt Á nhằm thổi giá kit xét nghiệm trong bối cảnh cả nước đang gồng mình dồn mọi nguồn lực để chống dịch. Nhưng giờ đây, chính họ lại khai đã nhận hoa hồng hàng triệu đô la Mỹ và bị khởi tố. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu 8 ban thường vụ tỉnh thành làm rõ sai phạm. Bên cạnh đó, chỉ đạo 63 tỉnh thành kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong công tác phòng chống dịch hoàn thành trong quý 2 năm 2022. Điều này đã khẳng định Đảng quyết liệt chống tham nhũng tiêu cực, nhất là đối với những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiếp tay với doanh nghiệp để tư lợi cho bản thân. Cuối năm 2021, Giám đốc CDC Nam Định Đỗ Đức Lưu khẳng định như đinh đóng cột, không nhận một đồng hoa hồng nào trong cả 4 hợp đồng ký kết với công ty Việt Á liên quan mua bộ kit xét nghiệm. Thế nhưng, ngày 25 tháng 4, 2022, ông Lưu cùng một số cán bộ CDC Nam Định đã bị khởi tố về hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tham mô tài sản khi đã nhận hoa hồng 3,1 tỷ đồng. Còn tại Nghệ An, hồi tháng 12, 2021, cựu giám đốc CDC Nguyễn Văn Định cũng hùng hồn tuyên bố trước báo giới. Quá trình mua sắm vật tư, sinh phẩm của công ty Việt Á được thực hiện đúng quy trình. CDC Nghệ An không liên quan, không nhận bất kỳ quà hay khoản hoa hồng nào từ Việt Á hay bất kỳ ai. Ít ngày sau, viện này đã ra tự thú với cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Và đến 31 tháng 12, 2021 thì bị khởi tố do thông đồng với Việt Á nhằm thổi giá kit xét nghiệm. Cùng ngày, cựu giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tiến cũng bị bổ sung tội nhận hối lộ liên quan đến Việt Á. Họ đều là đảng viên, giữ cương vị quản lý, nhưng đã nói một đằng, làm một nẻo, vi phạm các nghị quyết, quy định của đảng, không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền và sự mua chuộc của doanh nghiệp. Bác Hồ thì khuyên cán bộ là phải ít lòng tham muốn về vật chất, thì khi có chức, có quyền mới tránh được việc sa vào tham ô, nhận hối lộ. Xong họ đã không đủ sức đề kháng để chống lại con virus lòng tham muốn vật chất vốn có ở trong lòng mọi người. Có sự câu kết giữa quyền lực kinh tế với quyền lực chính trị. Cái đó là cái nguy hiểm nhất. Và trên thực tế nhiều vụ án hay nhiều vụ đại án chúng ta mới gọi là xảy ra là có sự câu kết đó. Vì anh không kiềm chế được. Thứ hai nữa là suy thoái, thế rồi anh buông lỏng quản lý, cho nên nó dẫn đến câu chuyện là nó bị thất thoát cái tài sản của nhà nước rất là lớn. Cuối tháng 3, 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế cùng chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao liên quan đến vụ Việt Á, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho rằng, qua kiểm tra đã có kết luận báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xử lý Ban Thường vụ Học viện Quân y, kết luận vi phạm Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học Công nghệ, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và đang thực hiện quy trình xem xét kỷ luật. Bên công an thì đã điều tra khởi tố rồi, vụ việc rồi, nên chúng ta cũng không chờ được. Vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước là chúng ta phải xử lý thôi. Chứ cũng không phải chờ đến lúc là phải đưa ra điều tra, đưa ra truy tố, đưa ra xét xử rồi chúng ta mới vào kiểm tra. Chứ tỉnh này làm, tỉnh khác không làm cũng được, không được. Là phải phối hợp Ủy ban Kiểm tra Trung ương để chúng ta thực hiện thật tốt
cố gắng chúng ta kết thúc cái kiểm tra trong quý 2. Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ sai phạm liên quan đến vụ Việt Á. Dư luận đã thấy một bộ phận không nhỏ lãnh đạo quản lý ngành y tế ở địa phương đã suy thoái và tiếp tay cho Việt Á để công ty này cung ứng kit xét nghiệm cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 địa phương với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng, chi hoa hồng cho các đối tác gần 800 tỷ đồng. Sự việc đáng tiếc này cũng bởi sự thiếu nêu gương, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý của hai ông Trung Ngọc Anh, thời làm Bộ trưởng Khoa học Công nghệ, và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế.